Địch Lệ Nhiệt Ba bị tình cũ của Hoàng Cảnh Du tung tin là tiểu tam giật bồ. Suốt khoảng thời gian qua, Địch Lệ Nhiệt Ba gây bức xúc khi vướng vào scandal tình ái với Hoàng Cảnh Du nhưng không đứng ra phản hồi lại tin đồn. Rất nhiều fan cho rằng vì những bê bối bạo hành, đánh đập vợ cũ trong quá khứ, Hoàng Cảnh Du không xứng đáng trở thành bạn trai của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều cuộc khẩu chiến đã xảy ra giữa hai fandom cho thấy bê bối tình ái này nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Trong một diễn biến căng đét khác, blogger xứ Trung đang kháo nhau thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị vướng phải tin đồn là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của Mỹ Nam, Thượng Ẩn và tình cũ. Theo trang Sohu, Trương Nghệ Thượng, người từng là tiểu tam hẹn hò với Hoàng Cảnh Du, khiến nam diễn viên ngoại tình sau lưng bà xã Vương Vũ Hinh tỏ ra bất mãn. Hiện giờ ekip của Trương Nghệ Thượng đang chuẩn bị tung ra các bài viết bôi nhọ Địch Lệ Nhiệt Ba, tố mỹ nhân Tân Cương là tiểu tam giật bồ, chen chân phá nát hạnh phúc của cô và Mỹ Nam họ Hoàng. Bằng cách này, Trương Nghệ Thượng có thể lợi dụng được độ hot của Nhiệt Ba. Nguồn tin này cho biết thêm, Trương Nghệ Thượng sẽ không làm việc này một cách khoa trương và lộ liễu, thay vào đó cô sẽ có những bước đi thận trọng và dè dặt. Điều đáng nói, blogger cho hay sau khi chia tay Hoàng Cảnh Du, người đẹp họ Trương không có chút vương vấn tình cảm nào, nhanh chóng có bạn trai mới. Vì thấy scandal của Cảnh Du Nhiệt Ba ngày càng thu hút dư luận, Trương Nghệ Thượng mới kém miếng khó chịu. Hiện giờ thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng, Nhiệt Ba vẫn giữ thái độ im lặng là vàng dù rằng chuyện tình của cô và Hoàng Cảnh Du đã gây xôn xao suốt hơn nửa năm qua. Nhiều bình luận cho rằng không biết phải chờ tới bao giờ mỹ nhân Tân Cương này mới chịu công khai tình cảm. Chuyện tình cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du trước đó nhận được rất nhiều sự quan tâm và khiến showbiz xôn xao. Cả hai càng không thừa nhận hẹn hò, netizen càng sôi sục tìm kiếm những bằng chứng chứng minh cặp đôi có những ám hiệu riêng dành cho nhau. Blogger đình đám xứ Trung có tên Thỏ Ăn Dưa tối ngày 2 tháng 1 đã có bài viết gây xôn xao. Theo blogger này, Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du bị bắt gặp đeo mẫu khẩu trang 4 lớp. Điều đáng nói, blogger Thỏ Ăn Dưa khẳng định cả showbiz không ai sử dụng loại này. Đây có thể coi là đồ đôi của cả hai dùng chung, chàng có thì nàng cũng phải có. Không chỉ vậy, netizen còn phát hiện ra xuất hiện tại đêm gala chào năm mới, Hoàng Cảnh Du có đeo sợi dây chuyền thuộc thương hiệu Quilin. Mặt của sợi dây này được thiết kế giống số 8 cách điệu với ý nghĩa mang lại may mắn. Tuy nhiên số 8 trong tiếng Trung phát âm là 3, hoàn toàn giống cách phát âm chữ 3 trong tên của nàng mỹ nhân Tân Cương. Điều này khiến dân tình cho rằng anh chàng cố tình ám chỉ Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ thần may mắn trong trái tim Hoàng Cảnh Du. Cặp đôi cũng từng bị bắt gặp đeo dây chuyền đôi. Vào tháng 11 năm 2020, theo thông tin, một nhân viên có tên Lang Đông Thăng thuộc ekip của đoàn làm phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay đã tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đã xác nhận tình cảm và chính thức hẹn hò từ năm 2019. Không chỉ vậy, có netizen tinh ý phát hiện ra một vệ sĩ vô cùng quen mặt xuất hiện bên Nhiệt Ba lẫn Mỹ Nam họ Hoàng. Đây được cho là bằng chứng chứng minh tình cảm thân thiết của cặp đôi này. Việc cả Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đều không lên tiếng về tin đồn hẹn hò khiến fan bức xúc. Đặc biệt mỗi lần tin đồn bùng lên, phía người hâm mộ sau phim Trẩm Thượng Thư đều nhanh chóng đính chính tất cả tin đồn, đồng thời khẳng định cô vẫn đang độc thân. Fan Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không giấu được sự phẫn nộ và liên tục yêu cầu phòng làm việc của cô ra mắt làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhiều khán giả yêu mến nữ diễn viên còn thẳng thắn bày tỏ không muốn thần tượng có liên quan đến Hoàng Cảnh Du vì anh có nhiều lùm xùm đời tư. Được biết hồi năm 2018, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thì Hoàng Cảnh Du bất ngờ dính phốt bạo lực gia đình. Nữ diễn viên Vương Vũ Hinh tố anh từng kết hôn với mình nhưng có hành vi lăng nhăng và đánh đập vợ. Cô còn nhấn mạnh anh cặp kè với nữ diễn viên Trương Nghệ Thượng dù đã có gia đình. Thời điểm đó, bất chấp những bằng chứng gồm giấy đăng ký kết hôn và một số hình ảnh tình tứ mà dân mạng đưa ra, đại diện của Hoàng Cảnh Du phủ nhận mọi chuyện, giải thích rằng mình và Vương Vũ Hinh đã chia tay trong hòa bình. Điều đáng chú ý là bất chấp mọi tin đồn tiêu cực về nhân cách, Hoàng Cảnh Du vẫn nhận được nhiều kịch bản hay, đóng phim đều đều, quay quảng cáo liên tục. Do đó, dân mạng đồn đoán nam diễn viên có chống lưng khủng, giúp anh vượt qua bao sóng gió. Hiện Hoàng Cảnh Du đang là sao nam đình đám tại làng giải trí Hoa Ngữ.